các bạn nếu mà các bạn để quá là nó cháy là chuyển sang cái vị đắng mà không ngon các bạn nhé. Đấy. Lát hành của mình nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm hành phi giòn rất thơm ngon để được lâu. Mình có chọn mua cái hành củ này to và mọng này nó rất chi là thơm, ở các cái cánh hành nó rất chi là to đẹp các bạn nhé. Đây là mình có thái, có gọt bóc cắt vỏ bên ngoài và mình đã bóc xong và mình đã rửa sạch một ít để cho nó nhanh thì ráo, và khi đó thì các bạn dùng cái khăn hoặc cái giấy các bạn thấm lại cho cái củ hành nó khô, không bị ướt nữa, thì sau đó ta thực hiện tiếp là ta thái nát thành những nát mỏng của hành như các bạn nhé. Khi chúng ta thái nát mỏng, các bạn dùng dao bào hoặc là các bạn thái ra vào cái dọc củ hành. Đây mình dùng dao thì sẽ thái dọc củ hành cho cánh hành nó được đẹp nha các bạn nhé. Bây giờ mình đã thái xong rồi nha các bạn nhé. Bây giờ mình các bạn cho vào nồi dầu để chúng ta chiên lên cho nó vàng. Đây bây giờ mình đã thái các củ hành này thành những lát mỏng rồi nhé các bạn nhé. Để chuẩn bị cho vào nồi chiên thì các bạn cho khoảng 3 thìa cà phê bột mì để cho nó thấm vào cái cái nát hành này, thì khi mà nó chiên lên thì nó sẽ dày và trông nó ngon hơn các bạn nhé. Đây mình trộn này. Giờ mình bật bếp lên nha các bạn nhé. Các bạn đổ dầu vào cái chảo. Các bạn nên dùng các cái chảo nhôm để cho nó cái nhiệt độ nó cao, thì ta phi cái lát hành lên nó ngon, nó không bị vỡ nát các bạn nhé. Trong khi bạn đun cái dầu trong chảo nóng lên thì các bạn cho một thìa muối trắng cho các bạn nhé, để cho khi mà lát hành ta để nó được lâu nó không bị ỉu các bạn. Đây mình ngoáy đều cho nó tan ra các bạn.
cái muối này chính là để khi là ta chiên lên thì là cái hành nó không, khi ta có đệt là nó không bị ỉu trở lại. Các bạn đun cái mỡ nó lên nóng già khoảng 100 độ thì các bạn thả hành vào nhé. Đây mình thử thả cái một ít nát hành vào, hành đã nát hành đó đã lộn lên rồi. Bây giờ mình đổ từ từ vào nhé các bạn, cả trong cái chảo dầu. Các bạn làm đều với nhé các bạn. Vào trong chảo mỡ khoảng 5 đến 7 phút rồi thì các bạn nên, sau đó các bạn nên đảo nhẹ nhé, quấy nhẹ. Đây vòng quanh chảo, cạnh chảo của mình đây này đã chuyển sang màu hơi vàng vàng đấy các bạn. Các bạn đẩy cái nát hành này vào phía trong các bạn nhé. Bây giờ các cái lát hành mình chiên nó đã chuyển sang màu vàng vàng nhạt rồi đấy nhé các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị vớt ra. Đây của mình đã được rồi nhé các bạn đây. Các bạn cho cái màu hơi vàng vàng thôi, xong các bạn vớt ra thì vớt ra một cái đĩa có cái khăn thấm dầu, hoặc các bạn cho ra một cái rổ nhé các bạn nhé. Đây mình vớt ra. Khi các bạn vớt ra này thì hành ra ngoài thì hành nó lại vàng thêm. Nên các bạn nếu mà các bạn để quá mà nó cháy là chuyển sang cái vị đắng là không ngon các bạn nhé. Đấy, đây là nát hành của mình này. Khi hành mình đã chiên xong và vàng, mình cho ra cái đĩa có cái giấy thấm và đã khoảng 15 phút rồi, nguội rồi. Bây giờ mình đổ ra cái đĩa như các bạn nhé. Đó. Các bạn nghe xem. Đấy, các cái hành, lát hành khi lên giòn, thơm lắm các bạn ơi. Mình đã để nguội khoảng 15 phút rồi đấy các bạn. Mình cho ra
cái đĩa. Đấy, lát hành rất chi là ấy đây các bạn, lát hành dày giòn ngon các bạn ơi, thơm lắm các bạn. Mình thử các bạn ơi, giòn lắm các bạn, thơm.